Vâng, xin chào các bác. Vừa rồi thì em có lên một cái thớt CD và một cái thớt cassette lúc sáng ấy. Thì có bác khách qua chốt rồi. Đấy thì lại có một bác khách nữa có gọi đến số 81. Đấy, và một chỗ anh nữa là chỗ anh Hưng ở bên 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 Hưng Yên này, thì bảo là lên kiếm con nữa cho anh. Đấy thì ok, hai anh đây nhá. Một anh tiểu số 81 và một anh nữa thì có gọi số 82 Zalo. Đấy, anh kia liên hệ với số 81 như nào thì em không biết, nhưng mà tóm lại là cái anh Hưng này thì liên hệ số Zalo. Thì có bảo là lên cho em một con CD nữa. Thì đây, em sẽ lên tiếp một con CD Peeler là 901 nhá. Giá thì em vẫn để như các con kia thôi, giá là 500. Đấy, phương châm bán thì vẫn như các con trước, đó là gì? Bên em vẫn test thêm cho các anh nhưng không bằng vào tỏi mắt nhá. Đấy. Đây. Con này em chưa vệ sinh đâu nhá, hàng nó cũng vừa về. Thì là tức là không phải vừa về mà là em vừa khui cái kiện ra ấy. Đấy. Nó còn sót ở kiện thì em khui lốt ra, thì ở đây thì có một con. Đấy thì em quay lên cho các bác. Đây. Đấy, con này chuyển bài còn rất là nhanh. Đấy, chứng tỏ là mắt còn rất là tốt. Đấy nhá, các bác nhìn thấy hàng này, nó vẫn còn bụi nguyên này, em chưa vệ sinh gì đâu nhá. Tại vì là vừa vào kho, tại vì các anh hỏi thì em phi vào kho em tìm. Đấy thì có kiện hàng ấy thì em bóc ra thì thấy có con này thì em quay luôn. Nó có một con này kèm theo của nó là bốn con công suất của Đài Nông và một con Onkyo. Đấy. Và thêm một cái thớt Tuller nữa cơ, một cái Tuller nữa, một cái MD. Đấy thì cái Tuller MD thì để mai em quay sau, còn hiện tại em quay cái con N901 ở trước. Tuller và MD nó là của Onkyo, nó lại không phải của Peeler này. Đấy. Đấy. Thì không vấn đề bình thường. Đấy, em đang chạy trên con này nhá. Đây. Đấy, đang cắm nguồn này và cái DAV này. Đấy. Cơ các ra vào là vẫn thấy mượt mà phết các bạn. Đấy, ra vào là vẫn thấy ok, không có vấn đề gì cả. Nhạc phát là vẫn được, chuyển bài cũng rất là nhanh. Đấy, rất là nhanh, chứng tỏ là mắt còn ngon. Đấy, đây, về các bác vệ sinh đi tí nhá, em chưa vệ sinh đâu. Nói thật các bác này, hàng khui rồi, cái cứ thế quay luôn. Bây giờ em phải đi gửi hàng cơ. Thì chẳng hàng rồi nhưng mà chưa đi gửi được. Quay cho các bác xong rồi đi gửi. Đấy, thì bác nào chốt con này thì alo cho em nhé, một trong hai bác chốt thì alo cho em nhé. Đấy, hoặc bác nào đang có nhu cầu về các dòng sản phẩm nào đó thì cứ alo cho bên em sẽ cố gắng là có con nào thì sẽ quay cho các bác. Đấy, còn cái nào không có thì em sẽ bảo luôn, được chưa ạ? Cho nó dễ, rồi. Giá vẫn như con kia các bác nhé, 500, vâng. Xin chào các bác.